Nếu các bạn nghe được những dòng này thì hãy thận trọng, bởi vì tôi sẽ tiết lộ cho các bạn bí mật quan trọng nhất. Bí mật về ông trùm. Ủa? Trùm nào cơ? Trùm Figure và trùm cuối, chuyên cung cấp những mô hình nhân vật và áo thun, áo hoodie này nọ chất lượng nhất với giá cực kỳ hợp lý trên Shopee. Tất tần tật những nhân vật trong anime đều đã xuất hiện trên kệ hàng của shop với nhiều mẫu mã và màu sắc cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Và đặc biệt là bất kỳ đơn hàng nào được chốt bằng mã giảm giá của KD thì sẽ được giảm ngay 10% nha. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy bấm vào phần mô tả của video để click vào link mua hàng ngay thôi nào. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động và điều tra phá án đầy hấp dẫn, sức hút của huyền thoại tuổi thơ Detective Conan còn đến từ những câu chuyện đời thường và tuyến tình cảm giữa các nhân vật. Không ít cặp đôi trong series khiến fan hâm mộ phải lịm tim bởi những khoảnh khắc tình bể bình, ngọt ngào hơn được mật. Vậy hôm nay, chúng ta sẽ cùng xếp hạng những couple mặn nồng nhất trong Detective Conan để xem cặp đôi nào sẽ xuất sắc đạt ngôi vị quán quân nha. Giờ thì KD Girl. Megure Chuzo và Megure Midori. Đứng thứ 10 trong danh sách là cặp đôi dù chỉ xuất hiện trong series Violent ngắn ngủi nhưng lại làm fan nhớ mãi không quên. Thanh tra Megure Chuzo và vợ là Megure Midori. Hai người gặp nhau lần đầu khi ông Megure mới chân ướt chân ráo vào nghề, còn Midori lúc đó là một cô nữ sinh cấp 3. Cách đây 20 năm, vì muốn bắt thủ phạm hại bạn thân mình nên Midori đã đề nghị với cảnh sát để mình làm mồi nhử. Vì không thể ngăn cản cô nữ sinh, bên cảnh sát chỉ còn cách cử Megure đi theo để bảo vệ Midori. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa họ đã dần nảy nở. Sau vụ tai nạn suýt cướp đi tính mạng của Midori, Megure đã luôn đội chiếc mũ để che đi vết sẹo gợi lại kỷ niệm buồn, đồng thời trở nên ghét việc dùng nhân viên làm mồi dụ. Tuy đã từng gặp phải chuyện không mong muốn trong quá khứ, nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì vợ chồng thanh tra Megure vẫn đang rất hạnh phúc và dần trở thành một trong những gia đình lý tưởng của cả series. Kazunobu Chiba và Miike Naeko. Không chỉ thanh tra Megure mà những cảnh sát cấp dưới của ông cũng có tình yêu đẹp không kém. Điển hình như là câu chuyện của hạ sĩ Chiba và cô cảnh sát giao thông Naeko. Cả hai đều là cựu học sinh của trường tiểu học Tetan và đặc biệt hơn, đây cũng chính là nơi xe duyên cho họ. Trong tập phim Tình đầu của hạ sĩ Chiba đã hé lộ câu chuyện quá khứ của Chiba và Naeko cùng với những rung động đầu tiên giữa hai người. Tuy nhiên, vì một vài hiểu lầm khi đến buổi họp lớp và cũng do Chiba không nhận ra mối tình đầu của mình mà họ vẫn chưa thể tái hợp. Cho đến tận hơn 300 tập phim sau, Naeko mới hé lộ mình chính là cô bé ngày trước mà Chiba từng cảm mến. Và hai người họ bây giờ như thế nào thì chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ. Shiratori Ninjaburo và Kobayashi Sumiko. Giống như hạ sĩ Chiba và cảnh sát giao thông Naeko, thanh tra Shiratori và cô giáo Kobayashi cũng là một cặp đôi đã từng quen biết nhau từ nhỏ. Hai người gặp nhau tại một tiệm sách khi đều là học sinh tiểu học. Shiratori lúc đó đã bảo vệ Kobayashi khỏi một đám côn đồ đang định trộm sách từ cửa hàng. Để cảm ơn Shiratori, Kobayashi đã tặng anh một cốc nước đính kèm chuỗi hoa làm từ giấy bọc ống hút cùng lời giải thích về biểu tượng của hoa anh đào. Đó cũng là lý do mà thanh tra Shiratori đã từ bỏ ước mơ làm luật sư để trở thành một cảnh sát. Và cho đến khi gặp thiếu úy Sato, anh đã hiểu lầm cô là người con gái định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình. Ở phần cuối tập phim Thanh tra Shiratori và ký ức về hoa anh đào, anh gặp lại Kobayashi, lúc này đang là giáo viên tiểu học. Shiratori đã chủ động đưa cô giáo và lũ trẻ về nhà. Sau đó hai người chính thức tìm hiểu nhau. Kết quả cuối cùng kết thúc bằng một lời tỏ tình đầy ngọt ngào trong tập phim Tình yêu vượt thời gian của hoa anh đào. Trước khi bọn nhóc này chào đời, tôi đã yêu em rồi. Mặc dù từng có một vài hiểu lầm, tuy nhiên thì cả Shiratori và Kobayashi đều đang rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại của cả hai. Takagi Wataru và Sato Miwako. Takagi Wataru và Sato Miwako là cặp đôi trai tài gái sắc đúng nghĩa. Khi chàng là trung sĩ đội 1, còn nàng là cấp trên kiêm hoa khôi của sở cảnh sát Tokyo. Trước khi chính thức đến với nhau thì cả hai đã gặp không ít trắc trở. Sato thì mãi chưa thể quên được mối tình đầu là thanh tra Matsuda, còn Takagi thì hết bị tình địch này tới tình địch khác ra sức ngăn cản. Sau nhiều lần nỗ lực theo đuổi, cuối cùng thì Takagi cũng đã thành công khiến cho trái tim của thiếu úy Sato rung động. Họ đã chính thức hẹn hò trong tập phim Câu chuyện tình yêu ở trụ sở cảnh sát 5 và mới đây nhất là dắt tay nhau vào lễ đường trong phần phim chiếu rạp mới nhất của Detective Conan, Movie 25, Nàng dâu Halloween. Mặc dù đây chỉ là đám cưới trong một tình huống diễn tập, nhưng fan hâm mộ vẫn không khỏi phấn khích và ngóng chờ hôn lễ thực sự của cặp đôi trong thời gian không xa. Haneda Tsukichi và Miyamoto Yumi. Miyamoto Yumi là bạn thân của thiếu úy Sato, đồng thời là trợ lý thanh tra thuộc tổ giao thông sở cảnh sát Tokyo. Còn Haneda Tsukichi
là em trai của đặc vụ FBI Akai Shuichi và anh trai của nữ thám tử học sinh Sera Masumi. Một thông tin thú vị khác, Shuichi hiện tại là một danh nhân shogi, nắm giữ danh hiệu Thất Quán Vương. Trước đây anh từng nói khi thu thập đủ 7 danh hiệu cao quý, anh sẽ cầu hôn Yumi, nhưng tiếc là đến giờ mong muốn ấy vẫn chưa thể thực hiện. Yumi và Shuichi gặp nhau lần đầu trong một chuyến tàu điện ngầm. Khi đó, nữ cảnh sát đã chấp nhận lỡ hẹn với thiếu úy Sato để đi thêm vài bến nữa vì Shuichi ngủ quên trên vai mình. Do ấn tượng với tính cách tốt bụng của Yumi, Shuichi đã quyết tâm theo đuổi cô nàng cho bằng được. Hiện tại thì cả hai người họ đã tái hợp sau một khoảng thời gian xa nhau và đang sống chung như là một cặp vợ chồng thực thụ. Hattori Hezo và Hattori Shizuka. Nếu sở cảnh sát Tokyo đã đủ làm cho bạn bội thực thì cứ bình tĩnh, vẫn chưa hết đâu nha. Chào mừng đến với Osaka cùng với cặp đôi Hattori Hezo và Hattori Shizuka. Hezo là chánh thanh tra trưởng của sở cảnh sát Osaka, còn Shizuka trước đây từng là một cao thủ kendo. Tuy không xuất hiện nhiều trong series, nhưng cặp đôi này vẫn gây ấn tượng cho các fan hâm mộ bởi vì sự dễ thương ở một vài phân cảnh hiếm hoi. Chỉ với một vài hành động rất nhỏ, nhưng chúng ta có thể thấy Hezo đích thị là mẫu người ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con, bởi ông luôn tôn trọng và thậm chí có đôi chút lép vế trước vợ mình. Nhưng không phải vì thế mà gia đình Hattori cơm không lành canh không ngọt đâu nha. Thậm chí còn đang rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Kyogoku Makoto và Suzuki Sonoko. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một cặp đôi có biệt danh hơi hướng cổ tích một chút. Nữ hoàng suy luận Suzuki Sonoko và hoàng tử của những cú đá Kyogoku Makoto. Hai người gặp nhau lần đầu trong đại hội thể thao karate. Khi đó hành động hết mình của vũ bạn thân của Sonoko đã khiến cho Makoto bất giác rung động. Họ đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi Sonoko cùng Ran trải nghiệm kỳ nghỉ ở nhà trọ của gia đình Makoto. Tại đây, tiểu thư nhà Suzuki đã vô tình trở thành mục tiêu của một kẻ giết người hàng loạt. Nhưng cô may mắn an toàn vì luôn có hoàng tử của những cú đá theo sau bảo vệ. Ở cuối tập phim, câu chuyện về mùa hè nguy hiểm của Sonoko, Makoto đã thổ lộ tình cảm với cô nàng tiểu thư. Và câu chuyện sau đó thì như các bạn đã biết, hai người chính thức tìm hiểu rồi tiến đến hẹn hò. Cho đến thời điểm hiện tại, Makoto và Sonoko vẫn luôn là một trong những cặp đôi được fan hâm mộ đẩy thuyền nhiệt liệt nhất trong Detective Conan. Lý do thì khỏi phải nói, vừa trai tài gái sắc, vừa có câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp như vậy thì ai mà không mê cho được, đúng không nào? Mori Kogoro và Kisaki Eri. Nhắc đến Mori và Eri, các độc giả của Detective Conan thường sẽ ngay lập tức liên tưởng tới một mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng đừng quên là rằng trước đó họ đã từng là một cặp đôi rất mặn nồng. Kogoro và Eri đã từng là thanh mai trúc mã. Họ cùng nhau lớn lên và trải qua đủ mọi loại thăng trầm của cuộc sống trước khi xảy ra bất hòa. Mặc dù cả hai đã ly thân, tuy nhiên thì tình cảm họ dành cho đối phương vẫn không hề thay đổi. Bằng chứng là trong những dịp sinh nhật hay là Valentine trắng, Kogoro vẫn luôn chuẩn bị quà cho vợ. Và ngoài ra thì cặp đôi này vẫn thường xuyên có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nửa kia như là nắm tay, hôn má hoặc nói những lời yêu thương. Nhìn bề ngoài có vẻ như là ghét nhau ra mặt là thế, nhưng chắc chắn là bên trong thì thám tử ngủ gật và nữ hoàng tư pháp cũng không thua kém gì các cặp vợ chồng son đâu. Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Khác với những ông bố bà mẹ luôn vì chuyện con gái mà không có thời gian dành cho nhau, tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu thế giới Kudo Yusaku và nữ diễn viên huyền thoại Nhật Bản Kudo Yukiko vẫn đang rất hạnh phúc. Thậm chí họ còn để lại con trai ở Nhật để cùng nhau đánh lẻ qua Los Angeles sinh sống. Hai người họ gần như hợp nhau về mọi phương diện, đặc biệt là khoản trọng cho con trai phải sợ đến xanh xám mặt mày. Ngoài ra thì cặp đôi còn thường xuyên khiến cho độc giả phải hú hét vì những tương tác quá dễ thương, điển hình như là cách mà Yusaku dỗ vợ trong tập phim Án mạng liên hoàn. Vậy mới thấy là dù hai vợ chồng đã bên nhau ngót nghét 20 năm nhưng hai người họ vẫn tình nồng ý đậm như lúc ban đầu và thậm chí là còn có xu hướng ngọt ngào hơn theo thời gian. Chắc chắn ai trong số chúng ta cũng mong muốn có một tình yêu đẹp như vậy, phải không nào? Kudo Shinichi và Mori Ran. Chung cuối của video ngày hôm nay chắc các bạn cũng đều đoán được rồi. Tất nhiên là cặp đôi chính của series chứ còn ai vào đây nữa. Cũng như bao couple thành mái trúc mã khác của Detective Conan, Shinichi và Ran đã cùng nhau lớn lên và thân thiết hơn từng ngày. Vì vậy mà việc hai người dần nảy sinh tình cảm với đối phương thì cũng không có gì lạ. Sau bao nhiêu thời gian đứng giữa ranh giới tình bạn và tình yêu, cuối cùng thì Shinichi đã chốt đơn bằng một màn tỏ tình đầy ngọt ngào ngay dưới chân tháp đồng hồ Big Ben, biểu tượng lịch sử của nước Anh. Và phải đến khoảng hơn 300 tập phim về sau, fan hâm mộ mới được chứng kiến câu trả lời đầy mãn nhãn của Ran cùng với một nụ hôn má đầy tình cảm trên vũ đài Kiyozumi, trước con mắt chứng kiến của những shipper nhiệt tình cũng đang có mặt tại đó. Đặc biệt là tác giả Aoyama còn lên tiếng xác nhận rằng
Shinran sẽ có một cái kết hạnh phúc ở cuối series. Vậy nên, những thuyền viên trên chiến hạm hãy cứ yên tâm về tương lai của cặp đôi gà bông này nha. Và đó là thứ tự xếp hạng những cặp đôi mặn nồng nhất Detective Conan theo cảm nhận của mình. Nếu các bạn có ý kiến khác với KD Anime thì nhớ để lại comment ở bên dưới video cho tụi mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 17 giờ thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Bye bye!